Thì chắc là các bạn đã đi qua tim mạch chắc chắn, bạn nào cũng sẽ có khá là nhiều kinh nghiệm cũng như là chắc chắn tự tay phải kê không dưới nhiều lần các loại thuốc về thuốc vận mạch để trong cái đêm trực của mình hoặc là các bệnh nhân hàng ngày của mình rồi đúng không ạ? Thì tuy nhiên chúng ta thấy là có thuốc vận mạch thì có một số cái loại chúng ta hay dùng, tuy nhiên chúng ta có rất là nhiều loại khác nhau. Thế tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có được một số cái loại chúng ta hay dùng thôi. Ví dụ như là ngay tại viện tim mạch trên đây chúng tôi chỉ có khoảng độ 5 đến 6 cái loại thuốc vận mạch hoặc là cái nhóm thuốc vận mạch để cho các bạn có thể sử dụng. Đấy, và nó có một cái nghịch lý của thuốc này, đó là những thuốc này rất là quan trọng. Các bệnh nhân mà có tụt huyết áp hoặc là sốc tim hay gì đó thì rất là quan trọng cần được các loại thuốc này. Thế tuy nhiên là cái thuốc được sử dụng tuy nhiều trên lâm sàng nhưng mà các cái số nghiên cứu chất lượng, những nghiên cứu mà có đối chứng phân tích đa phân tích thì cũng là ít, do vậy có ít khuyến cáo dùng cho các loại thuốc này, đúng không ạ? Thì chúng ta đi tới một số cái khái niệm ban đầu. Ví dụ là một số cái khái niệm đó là thuốc vận mạch thì bao gồm các cái catecholamine, chúng ta đều biết là gồm như là dopamine, dobutamine, arginine, noradrenaline vân vân, đúng không ạ? Thì trong đó nó xếp thành cái nhóm mà có nhóm thuốc có tác dụng chủ yếu là co mạch, thì chúng ta thấy là có như noradrenaline, arginine hoặc dopamine, đúng không ạ? Thì ngoài ra các thuốc mà chủ yếu là thuốc tăng tính có cho cái tim hay gọi là các cái allotrope, inotrope, thì đó gồm các cái dobutamine, các cái thuốc ví dụ levosimin, mendan, thì những thuốc này chúng ta hiện tại chưa có, hoặc là một số cái nhóm thuốc là ức chế phosphodiesterase chính là minrinone và amrinone, thì ở viện tim mạch đang ở khoa C1 thì có cái thuốc đó, nhưng không biết các viện khác các bạn có không thì tôi không nắm được. Thế nhưng mà ở viện tim mạch là có nhóm thuốc là minrinone và amrinone, thì là một cái nhóm thuốc nữa bổ sung vào để chúng ta thêm lựa chọn khi chúng ta dùng các thuốc vận mạch cho bệnh nhân. Và cái hoạt động inotrophy đó là hoạt động tăng tính co bóp cho cơ tim, đúng không ạ? Và một số cái chronotrophy đó là tăng tần số tim. Thì chúng ta thấy là các cái catecholamine tổng hợp như chúng ta đã tổng hợp ra thì đó là những cái thuốc như dobutamine đấy, hoặc là isoproterenol, hoặc là phenylephrine, thì đó là những cái thuốc catecholamine tổng hợp. Thì ngoài ra trong chúng ta đã có một loạt các cái catecholamine nội sinh, đúng không ạ? Ví dụ mà chúng ta rất hay thường gặp đó là chính là cái dopamine, là tiền chất dẫn tới cái noradrenaline và arginine. Thì đây là những cái catecholamine tổng hợp cũng như là các men nội sinh. Thì đây là một cái bảng tóm tắt về các cái hiệu quả và các huyết động, hiệu quả và huyết động và cơ chế tác dụng của một số nhóm thuốc chúng ta hay dùng trong lâm sàng thôi. Chứ còn nhóm thuốc khác thì rất là nhiều và chúng ta chỉ hay dùng. Ví dụ như là dopamine, chúng ta được học từ trước đến nay đều thấy là các thầy cô đều có giảng bài, đó chính là đây là một cái thuốc mà liên quan đến tác dụng, đúng không ạ? Thì khi mà với liều khác nhau thì có tác dụng cơ chế khác nhau. Như ngày xưa rất là nhiều năm về trước thì chắc các thầy nội trú xa xưa, ví dụ như là có bác sĩ Hoa, đúng không ạ? Thì kiểu gì cũng nhớ là các thầy rất là hay dùng cái liều thuốc dopamine liều thấp để mục đích để lợi tiểu cho bệnh nhân, đúng không ạ? Nhưng ngay bây giờ chúng ta rất ít khi dùng nữa rồi, vì có rất nhiều biện pháp khác thay thế. Nhưng ngày xưa đối với cái dopamine liều thấp thì lại mục đích để dùng để lợi tiểu chứ không phải để tăng sức co bóp của tim hoặc là tăng sức cản tăng co mạch ngoại vi, đúng không ạ? Thì mà chủ yếu là dùng để cái liều thấp thì lại tác dụng là để cho giãn mạch, tăng lợi tiểu là chính. Sau đó cái liều trung bình và liều cao thì mới có tác dụng là tính tăng co bóp cơ tim lên và co mạch ngoại biên. Đấy, hoặc là như dobutamine thì nó lại chủ yếu là tác dụng trên các cái thụ thể beta, đúng không ạ? Beta 1, beta 2, đúng không ạ? Thì do vậy nó sẽ làm tăng huyết áp, tăng sức co bóp cơ tim, tăng cung lượng tim, đúng không ạ? Nhưng mà trong khi đó ảnh hưởng đến cái sức cản hệ thống lại không được nhiều, đúng không ạ? Thế thì đây là cái sơ đồ tóm tắt đấy, những cái thuốc đấy, ví dụ như là thế, cái cột trên cao đây là cái tính co mạch, phía dưới là tính giãn mạch, và này đây là tính tăng sức co bóp cơ tim. Thì chúng ta thấy ví dụ như là đối với cái noradrenaline, đúng không ạ? Thì chủ yếu là cái với cái liều dùng của nó thì chủ yếu là gọi yếu tố co mạch là chính. Trong khi đó khi ta dùng cái liều rất là cao đấy, dùng liều cao thì mới có một chút có tính chất gọi là có tăng tính co bóp cơ tim. Còn ngược lại thì dobutamine thì gần như là chỉ có cái tính chất gọi là có tăng sức co bóp cơ tim mà không có tính chất gọi là co mạch ngoại biên, thậm chí là có một chút có xu hướng của tính chất giãn mạch nữa. Thế thì trong lâm sàng chúng ta rất là hay thắc mắc là chúng ta sẽ trong cái tình huống này chúng ta sẽ hay dùng dopamine hay là dùng noradrenaline, đúng không ạ? Vì chúng ta cứ hay lo sợ rằng là khi mà chúng ta dùng sang cái thuốc mà ví dụ là noradrenaline hoặc là arginine thì cái gì đó nó ghê gớm lắm, bệnh nhân này có khi là nặng quá, có khi sắp chết đến nơi rồi, chúng ta phải dùng những thuốc này mà đầu tay, bao giờ khi tụt huyết áp lập tức chúng ta cho ngay thuốc gọi là dopamine hoặc là dobutamine, đúng không ạ? Đặc biệt là khi các cái tuyến dưới, khi chuyển đến các tuyến cho các bạn thì đa phần là bệnh nhân nào cũng lắc lư một cái bơm trong đó có pha dopamine để cho dùng cho các bệnh nhân tụt áp, sau đó thì không có bơm tiết điện chuyển lên trong theo xe và cứ để một cái bơm như vậy và treo tòng teng bên người bệnh nhân. Khi lên thì bệnh nhân đã tụt huyết áp cũng khá là sâu rồi và cái bơm đó không hoạt động gì, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là người ta cũng đã lo so sánh rất là nhiều vì cái dopamine chính là tiền chất mà tạo ra noradrenaline và arginine. Thế như vậy thì người ta thấy là
dùng dopamine hay hơn hay là dùng những cái norin là cái tiền chất nó biến thành các cái hoạt biệt chất đó thì tốt hơn. Thì thấy là đối với norin thì tác dụng chủ yếu là trên các cái thụ thể chẹn thủ alpha 1 đúng không ạ? Thì trong đó là dopamine chủ yếu là trên beta, do vậy mà tác dụng lên tim nhiều hơn, và do vậy là dopamine thì nhanh làm cạn kiệt các dự trữ của cơ tim. Trong khi đó thì dùng norin thì ít tăng tần số tim, còn dopamine lại tăng tần số tim nhiều. Và đối với riêng cái tuần hoàn vành thì cái norin này có tác dụng làm tăng tuần hoàn vành lên, do nó làm tăng cái huyết áp tâm trương, mà trong không khi đó là không có cái tác dụng tăng tuần hoàn vành của dopamine. Thì như vậy là dường như là trong lâm sàng chúng ta dùng cái thuốc norin có vẻ là ổn định hơn là dopamine, đúng không ạ? Đấy thì rất các bạn mà theo các lớp học quan thiệp thấy là trong khi chúng tôi mà can thiệp những bệnh nhân nhồi máu cơ tim có sốc tim chẳng hạn, thì khi sau khi dùng dobutamine rồi chúng ta cần thêm một loại vận mạch, thì bao giờ chúng tôi cũng dùng ngay tiếp theo đó là một cái norenin, mà không phải là dùng tiếp theo là cái dopamine. Thế thì khi chúng ta lại mục đích sử dụng thuốc tăng co bóp và tăng co mạch cũng như là tăng co bóp cơ tim với mục đích là để nâng huyết áp, nâng cao cái tuần hoàn của vành, đúng không? Chúng ta phải thấy là nó phải phục vụ một loạt các yếu tố khác, ví dụ như là nó sẽ giúp cho phục hồi tưới máu mô và tăng cường phân bố oxy cho mô ở trong bệnh nhân từ nhạc sốc, và đặc biệt là ưu tiên các cái mô đặc quan trọng, ví dụ là mô não, mô tim hoặc là các cái mô khác, mô thận, đúng không ạ? Còn lại các cái ngoại biên sẽ tính sau, mà sẽ là phải phục hồi tưới máu mô và tăng cường phân bố oxy cho các cái bệnh nhân ở trong tình trạng sốc, và nâng được huyết áp trung bình, từ đó giúp tăng cường tưới máu tạng và bảo tồn cung lượng tim, giúp tưới máu cho các tạng được là tốt, đặc biệt các tạng quan trọng ví dụ là tạng gan, tạng thận là rất là cần được ưu tiên. Huyết áp trung bình phải đạt con số từ khoảng 65 đến 85 mmHg thủy ngân thì giúp tăng chỉ số tim, thể tích nhân bóp mà không ảnh hưởng cái sự tiêu thụ oxy và mức độ toàn chuyển hóa. Thì cái nguyên lý sử dụng thuốc tăng co bóp cơ tim hoặc là thuốc co mạch thì chúng ta là phải thấy là cái cứ không phải là cứ bệnh nhân nào có tụt huyết áp lập tức chúng ta cho ngay thuốc vận mạch, đúng không ạ? Mà ta phải thấy là tụt huyết áp nó có thể nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ nó sẽ gây giảm thể tích, hoặc là trong các bệnh nhân suy tim nó cũng gây tụt huyết áp, hoặc là phân bố bất thường của dòng máu thì nó cũng gây ra tụt huyết áp, chứ không phải là cứ tụt huyết áp nghĩa là chúng ta phải cho thuốc vận mạch, đúng không ạ? Do vậy mà chúng ta là phải đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá xem có thiếu hụt tuần hoàn hay không, đủ khối lượng tuần hoàn đó, sau đó chúng ta mới tính đến các cái thuốc sử dụng tiếp theo là các thuốc vận mạch. Thì chúng ta sẽ dùng khi mà các cái huyết áp tâm thu giảm trên 30 mét thủy ngân hoặc là trên 20% so với số ban đầu, hoặc là huyết áp trung bình nhỏ hơn 60 mét thủy ngân, hoặc là có cái bằng chứng tổn thương cơ quan đích do giảm tưới máu, đúng không ạ? Có thể đầu tiên chúng ta thấy là những cái chi nó lạnh hoặc là thiểu niệu hay gì đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là các cái biểu hiện giảm tưới máu. Và trong những lâm sàng cũng có một số cái thông số mà giúp chúng ta xem bệnh nhân này có đủ dịch hay không. Đấy, chúng ta sẽ phải là xem áp lực nhĩ trán khoảng 10-14 mm thủy ngân, và chúng ta sẽ được đánh giá thông qua cái việc dùng cái đầu dò siêu âm đánh giá cái tĩnh mạch chủ dưới, đúng không ạ? Đây cái tĩnh mạch mà khi xẹp thay đổi theo hấp, đường kính lòng tĩnh mạch nó thay đổi theo hấp như này thì nó dự báo là đang thiếu dịch đó, và chúng ta sẽ phải bù dịch và làm sao cho cái đường tĩnh mạch nó nét căng như thế này, và sau đó chúng ta tính những chuyện dùng thuốc là vận mạch và tăng co bóp cơ tim. Thì theo cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ 2004 thì chúng ta là thấy là người ta sẽ dùng dobutamine ấy khi mà chúng ta đã đủ hết các yếu tố khác rồi, ví dụ dịch đã đủ rồi, không có mất dịch nữa và chỉ có liên quan đến cái cung lượng sức co bóp cơ tim mà thôi, hoặc là sốc tim, thì ta sẽ khi huyết áp từ 70-100 thì ta sẽ có thể dùng ngay dobutamine, đúng không ạ? Thế thì sau đó tiếp tục là cũng có thể dùng dopamine để sử dụng từ khi huyết áp tâm thu từ 70-100 đến 100 mg kèm theo là có biểu hiện của sốc. Và chúng ta sẽ nếu mà cần phải nâng cao hai cái liều thuốc này thì chúng ta sẽ kết hợp hai thuốc với nhau thì sẽ tốt hơn là dùng một cái liều thuốc với liều rất là cao. Đấy, và chúng ta khi dùng dopamine hoặc là kết hợp dobutamine với dopamine mà huyết áp tâm thu vẫn nhỏ hơn 40 mmHg, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải dùng thêm một thuốc co mạch nữa. Như vậy là ngoài một cái thuốc tăng co bóp cơ tim chúng ta cần phải thuốc co mạch thì mới có thể giúp tăng huyết áp lên được. Và chúng ta cũng thấy là cái norarenin thì có hiệu quả hơn so với cả arenin, thì do là cái arenin có thể gây toan chuyển hóa và thúc đẩy quá trình tăng đông ở trong lòng mạch vành. Do vậy mà chúng ta dùng norarenin dường như trong các bệnh lý về mạch máu, mạch vành thì có lẽ sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Thì tương tự như thế người ta cũng làm nhiều nghiên cứu khác nhau, ta luôn so sánh là dopamine với cả norarenin, về hai thuốc này có thể sẽ chúng ta sẽ gây ra cái sự nhầm lẫn về cái việc là chúng ta dùng ưu tiên dùng thuốc nào như nói ban đầu. Thì họ đã cũng có nghiên cứu và thấy là dùng dopamine thì cho những bệnh nhân sốc thì có tốt hơn so với cả norarenin hay không. Đấy, chúng ta thấy là các cái biến cố tại viện thì cũng gần như không có gì khác biệt nhiều lắm. Thế tuy nhiên là những cái tỷ lệ về bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim thì gặp nhiều hơn nhiều ở cái nhóm mà dùng dopamine so với cái nhóm dùng norarenin, và họ đưa ra một kết luận là dùng nhóm dopamine thì cũng được thôi, nhưng mà có lẽ là nhiều tác dụng phụ hơn so với cả cái nhóm dùng arenin, norarenin,
đặc biệt là cái tác dụng phụ về rối loạn nhịp tim. Và đồng thời họ cũng đã tổng hợp trên khoảng độ 1.000 bệnh nhân ấy dùng trong các loại sốc, trong các loại sốc và đặc biệt là sốc tim, thì thấy là sẽ ủng hộ cái việc dùng noradrenaline hơn là cái việc dùng dopamine. Thì qua đó mà cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu năm 2016 cũng đã khuyến cáo rằng là đối với các thuốc tăng bốc cơ tim thì là truyền tĩnh mạch thời gian ngắn lên để cân nhắc là những bệnh nhân tụt huyết áp, đấy huyết áp tụt nó 90 mét ngân và hoặc kèm theo triệu chứng của dấu hiệu giảm tim bao mô để cải thiện cung lượng nâng huyết áp, cải thiện tứ máu ngoại vi và duy trì chức năng cơ quan đích với bằng chứng là mức 2B bằng chứng C, đúng không ạ? Các cái thuốc thứ hai là cái thuốc mà chúng ta không có, đó là cái thuốc truyền tĩnh mạch levosimendan hoặc phosphodiesterase, chính là cái nhóm mà meridol-amridol đấy, thì nên được cân nhắc để đảo ngược tác dụng của chẹn beta giao cảm nếu là thuốc chẹn giao cảm nó góp phần tụt huyết áp, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta giả sử có những bệnh nhân đấy mà chúng ta cũng gặp, thi thoảng mới gặp thôi, không phải là nhiều, có những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim ấy, sau đó thì đã được xử trí rất là tốt, khi vào đương nhiên ta sẽ có tình trạng tụt huyết áp và được nâng áp, đồng thời là sau đó thì huyết áp trở lại bình thường, can thiệp mạch tốt. Ngay sau đó thì trong theo đúng khuyến cáo là bắt buộc chúng ta sẽ cho rất sớm cái nhóm chẹn beta giao cảm, đúng không ạ? Thì ta sẽ hồ hởi cho luôn. Đấy thì có những cái bệnh nhân mà là ngay lập tức sau đó thì huyết áp khi ổn rồi cho đến 50mg metoprolol thì lập tức là huyết áp nó tụt xuống, không thể gì mà nâng lên được, mặc dù truyền dịch truyền các loại thuốc không lên được. Thế nhưng mà sau đó sang thì chúng ta rất là may mắn là chúng ta lại có cái thuốc Mirinol đấy ở bên khoa C1, thế chúng ta dùng cái liều này theo đúng khuyến cáo thì rất là may, huyết áp bệnh nhân đảo ngược rất là nhanh chóng. Thì ra cũng đã đúng là chúng ta làm theo đúng như khuyến cáo, khi mà những cái bệnh nhân mà nghi ngờ mà dùng chẹn beta giao cảm cái tụt huyết áp, ta sẽ dùng cái nhóm thuốc này để làm đảo ngược tình trạng lại, đúng không ạ? Và chúng ta và cái chúng ta lưu ý không dùng nữa là thuốc co mạch là không được khuyến cáo dùng thường quy đấy, trừ khi bệnh nhân có triệu chứng tụt huyết áp hoặc giảm tiêu hormone, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không thường quy dùng cái nhóm noradrenaline hoặc arginine cho một cách rộng rãi tất cả các bệnh nhân. Và các thuốc co mạch mà đại diện chính là cái noradrenaline thì được khuyến cáo là nên cân nhắc chỉ định cho bệnh nhân sốc tim hoặc mặc dù đang điều trị với thuốc tăng co bóp cơ tim để cải thiện huyết áp và tưới máu cho cơ quan. Thì khi chúng ta dùng các thuốc tăng co bóp cơ tim rồi huyết áp vẫn còn thấp thì chúng ta sẽ tiếp tục cân nhắc dùng thêm cái thuốc co mạch, đó chính là noradrenaline, đúng không ạ? Cái mức bằng chứng là 2B, đúng không ạ? Thì cũng rất là tương đối là tốt. Và chúng ta khuyến cáo theo dõi điện tim và huyết áp khi sử dụng các thuốc tăng co bóp cơ tim và tăng co mạch vì nguy cơ rối loạn nhịp tim, thiếu máu và nguy cơ tụt huyết áp do các cái thuốc ví dụ như là levosimendan. Và đấy thì chúng ta thấy là khi các dùng các bệnh nhân đã cần dùng cái thuốc vận mạch, hai vận mạch chẳng hạn, thì chúng ta phải cần cho bệnh nhân mắc theo dõi monitor để đề phòng những cái tình huống ví dụ như chúng ta đã hay gặp, có những cái bệnh nhân mà suy tim mãn tính nằm ở viện tim mạch đã lâu rồi, thế thì đang đêm ngủ thì cứ truyền bơm tim điện, thế xong sáng sau mãi không thấy bệnh nhân dậy, phát hiện ra đã thấy chết cứng rồi, thì như vậy chúng ta không biết là chết cứng là do suy tim quá hay là rối loạn nhịp. Và chúng ta qua một cái slide này chúng ta thấy là có thể là chúng ta mắc phải cái rối loạn nhịp chăng, đúng không ạ? Đặc biệt là nếu bệnh nhân mà chúng ta dùng dopamine truyền cái liên tục với liều lợi tiểu thì có thể một cái rối loạn nhịp nào đó nó xảy ra và bệnh nhân sẽ tử vong, mà chúng mà hoàn toàn bệnh nhân thế suy tim rồi sức rất yếu, không đủ sức kêu la cho người biết nữa, thì này cái chết trong im lặng, đúng không ạ? Và khi chúng ta đã dùng cái thuốc vận mạch như vậy rồi thì chúng ta sẽ phải đặt cái đường tốt nhất là chúng ta sẽ đặt một cái đường gọi là theo dõi huyết áp động mạch liên tục đấy, chính là cái đường Adline, nhưng bạn để chúng ta sẽ kiểm soát huyết áp cho nó tốt nhất với mức bằng chứng là 2B. Đây là một số cái liều mà ta khuyến cáo, chúng ta cũng hay thấy là trên lâm sàng chúng ta là hay các chúng ta có hay có cái phản xạ, đó chính là chúng ta sẽ bolus một cái liều gì đó, đúng không ạ? Khi đặc biệt là bên phòng can thiệp chúng ta thấy là ví dụ chẳng hạn như bệnh nhân đang làm can thiệp đang yên ổn tự nhiên tụt huyết áp đi, thì chúng ta lập tức là chúng ta phải bolus ngay, lắp ngay một cái ống dopamine và chúng ta sẽ bolus một cái liều ấy, hoặc là arginine, noradrenaline lắp vào và là bolus một cái liều gì đó. Sau đó thì rõ ràng huyết áp bệnh nhân lên, nhưng mà trong khuyến cáo thì người ta sẽ cũng không có nên bolus những cái thuốc này, đúng không ạ? Mà phải truyền theo cái liều thôi. Thế thì không biết là các bạn có biết tại sao bên phòng can thiệp chúng ta lại phải hay bolus một cái liều như vậy không? Đấy, chắc có lẽ là đây là do chỉ để cho cái khi lắp mới bên tụt huyết áp chúng ta sẽ lắp cái thuốc vận mạch vào, thì khi đó thì chúng ta cần hiệu quả ngay, chúng ta không phải bolus ở đây với mục đích là để cho thuốc này bơm thẳng một liều lớn vào trong tim, mà chúng ta bolus với mục đích là chỉ cho nó chảy hết cái phần cái dây truyền để làm sao có thể vào được trong tĩnh mạch bệnh nhân. Vì nếu mà truyền với tốc độ mấy ml một giờ thì rất lâu thì mới chưa có đẩy một số lượng thuốc cần thiết qua cái hệ thống dây truyền vào đến trong cơ thể bệnh nhân, do chúng ta sẽ bolus luôn một cái liều thuốc để trước khi chúng ta truyền theo cái liều duy trì. Thì đây là có một số cái tình trạng đấy, một số cái hướng dẫn để điều trị cái tình trạng sốc tim theo Hội Tim mạch Hoa Kỳ, chúng ta rất là dễ hiểu, chúng ta đánh giá bằng lâm sàng thôi và chúng ta sẽ biết là cái chúng ta sẽ dùng cái thuốc gì, đúng không ạ? Ví dụ đây là họ thế là rất là rõ. Đây một cái là cái từ cái gọi là suy tim từ cái dạng gọi là khô sang cái dạng ướt, đúng không ạ? Phải đánh giá thông qua những cái triệu chứng lâm sàng thôi. Ví dụ tiếng T3, khó thở khi nằm, phù ngoại vi,
phù phổi, cổ trướng, phản hồi gan tĩnh mạch cổ, đúng không? Hoặc là tĩnh mạch cổ nổi, chúng ta thấy là mức độ càng tăng dần thì càng ướt dần, tức là càng ứ dịch, đúng không ạ? Thứ hai là từ cái tình theo cái đánh giá thứ hai là theo cái bậc thang là cái tưới máu của bệnh nhân chi từ lạnh hay là ẩm, đúng không ạ? Từ lạnh sang cái loại ấm. Thì ví dụ là chúng ta thấy là từ mức độ lạnh đầu chi, tụt huyết áp, giảm chức năng thận, thay đổi chi giác, hạ natri máu, rất nhiều các cái thông số như vậy. Chúng ta làm một cái bảng chia ra bốn cái loại khác nhau. Ví dụ đây là cái loại mà ví dụ là kinh điển, đúng không ạ? Là da ẩm ướt và lạnh. Chúng ta sờ trên tay bệnh nhân lạnh và ẩm thì chúng ta thấy đây là cái sốc cổ điển rồi, đúng không ạ? Đấy, hoặc cái loại mà lạnh nhưng mà như ấm nhưng mà vẫn ẩm, đúng không ạ? Thì như vậy là phải giãn mạch và sốc hỗn hợp. Đấy, hoặc là những cái trường hợp mà ví dụ mà bệnh nhân khô mà lại lạnh, nhưng nó khác trong kia là ẩm và lạnh, nên khô lạnh thì như vậy là có thể là chúng ta sẽ thấy không có mất nước, đúng không ạ? Và khô và ẩm thì cũng không chắc đã là chưa chắc đã phải là sốc. Thì khi ứng với cả các cái ô như vậy, chúng ta sẽ có một cái thái độ xử trí rất là thích hợp. Ví dụ các bệnh nhân người ta thấy khô và ấm như vậy chưa chắc là phải sốc tim đâu, tụt áp do cái gì đó, cứ bình tĩnh, đừng dùng thuốc vội, đúng không ạ? Thế nhưng trường hợp mà ví dụ lạnh kinh điển có sốc, nó ẩm và lạnh thì chúng ta sẽ dùng ngay những cái thuốc ví dụ noradrenaline hoặc dopamine hoặc là thuốc và kết hợp với thuốc co bóp cơ tim, đúng không ạ? Thế đối với trường hợp mà ví dụ ấm và ẩm ấy, chúng ta thấy là chúng ta sẽ chỉ dùng noradrenaline mà thôi. Đấy, những trường hợp mà khô và lạnh thì chúng ta sẽ có thể dùng có thể cho một ít dịch trước, đấy vì có thể ta đang thiếu dịch đấy, thêm một ít dịch xong dùng một ít thuốc tăng co bóp cơ tim và một ít thuốc là tăng co mạch máu, đúng không ạ? Thế thì như vậy chúng ta có một số đi tới kết luận, đó là mục đích sử dụng thuốc vận mạch là phục hồi tế bào mô, tăng cường oxy cho mô, và chúng ta sẽ chỉ sử dụng thuốc vận mạch khi có tình trạng tụt huyết áp và giảm tí máu ngoại vi, và chúng ta luôn nhớ đó là bệnh nhân đã được bù đủ về dịch rồi. Thế và chúng ta sẽ đánh giá tình trạng lâm sàng, giúp hướng dẫn sử dụng đúng các cái thuốc vận mạch. Thì đây là những cái nét rất là cơ bản, chúng ta không có tham vọng nó nhiều vì chúng ta cuộc chạy đua có 20 phút, chúng ta không thể nào nói tất cả các loại thuốc vận mạch được. Cho đây là một số cái nét đại cương cơ bản chúng ta, những cái thuốc chúng ta đang dùng hàng ngày và trong tình huống như nào chúng ta dùng thuốc nào, thì đây là một số cái nét cơ bản. Mong rằng là những cái chia sẻ rất là ngắn gọn này sẽ giúp các bạn có thể nắm được các cái thuốc đầu tay chúng ta khi dùng, đánh giá qua những dạng lâm sàng, đặc biệt là qua những cái hướng dẫn của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, chúng ta nó rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Khi trường hợp nào cần thuốc vận mạch, trường hợp nào chưa, trường hợp nào dùng cái gì, thì chúng ta sẽ thông qua một cái slide rất là nhỏ này, chúng ta có thể giúp chúng ta rất là tự tin khi đối diện với những tình huống tụt huyết áp trên lâm sàng.